Hello Bùi Quyến, xin chào tất cả mọi người nha. Chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu đơn nam đầu tiên ở nội dung đồng đội giữa Đồng Nai và... Đập cầu rất gắt. Cầu ngoài sân, điểm số đầu tiên cho... Vâng, có vẻ nền thảm trơn, tay vợt Hồ Nguyễn Vinh Quang đã bị trượt chân. Do sân bên kia trơn quá nên các vận động viên yêu cầu đổi sân. 84. Không qua lưới, điểm 94 cho Phạm Văn Thịnh của Bộ Công an. 8 nha mọi người, 28 cho Bắc Giang. Đúng rồi, đánh tối luôn nha mọi người, giải vừa mới khai mạc xong. Và đây là những trận đấu đầu tiên của giải. Nói to quá. Cầu trong sân. Đội điểm 51 cho Hồ Nguyễn Vinh Quang. Trận đấu đối đầu gần nhất của hai tay vợt này chính là giải cầu lông Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc. Và trong trận đấu đó thì Phạm Văn Thịnh đã giành chiến thắng. Một pha đập cầu rất tốt của tay vợt đến từ Đồng Nai. Tiếp tục là một điểm số cho tay vợt Đồng Nai, điểm 61. Ok mọi người, nếu mọi người thấy trận đấu này hay và mọi người thấy yêu quý bình luận viên thì mọi người có thể giúp bình luận viên chia sẻ cái live stream này để có nhiều người xem hơn, đúng không ạ? Dướn người rất tốt. Vẫn còn, rất bền bỉ. Cây cầu rất lắc. Cầu ngoài sân. Phát cầu rất bổng nhưng hơi non. Rất đáng tiếc cho tình huống chém cầu thiếu lực của tay vợt Phạm Văn Thịnh. Cầu không qua lưới. Đội điểm 72 cho Hồ Nguyễn Vinh Quang Đồng Nai. Ok Minh Hoàng, nhắn tin cho anh đi. Gửi lời mời các bạn và nhắn tin cho anh tí về anh sẽ ép nha. Tí về anh sẽ ép bạn nha. Hùng rất là mong muốn được kết bạn và làm quen với tất cả anh em cầu lông. Và rất mong là anh em hãy đồng hành và ủng hộ những live stream của Hùng. Và mọi người đừng quên theo dõi của Hùng ở chế độ xem trước. Facebook của Hùng ở chế độ xem đầu tiên để có thể nhận được thông báo mỗi khi mà Hùng live stream những trận đấu hay. Chúng ta cùng trở lại trận đấu nào. Điểm chém cầu rất tốt nhưng vẫn chưa thể kết thúc. Cây cầu rất lắc nhưng dường như đó là một pha cầu không qua lưới. Cầu không qua lưới. Điểm 92. Tiếp tục là một điểm số cho Hồ Nguyễn Minh Quang. Anh Thịnh đánh cầu cũng rất điềm đạm. Rồi, lật lưới. Trời ơi, động viên đánh cầu cũng khá nhẹ nhàng. Bấm cầu rất hay nhưng tay vợt kia di chuyển nhanh quá. Rất tốt. Đổi điểm 13-9 cho Phạm Văn Thịnh. Ok mọi người, đây là giải cầu lông đồng đội toàn quốc nha. Quy tụ tất cả những tay vợt mạnh nhất của cầu lông Việt Nam. Và giải đang được tổ chức ở nhà thi đấu của tỉnh Thái Nguyên. Thường thì năm nào cũng vậy, đều tổ chức ở Thái Nguyên thì phải. Đập cầu rất tốt. Rồi. 14-9 cho anh Phạm Văn Thịnh của Bộ Công an. Ok, xin chào anh Nguyễn Toán, xin chào Quân Nguyễn nha. Xin chào tất cả mọi người. Ok, xin chào Pau Tài nha. Đây, chúng ta tiếp tục trở lại trận đấu là 14-9. Rất hay. Không cầu lao rất hay. Cầu ngoài sân rất tốt, 15-9 cho Bộ Công an. Ok, đây là trận đối đầu đồng đội ở nội dung đồng đội nam giữa Bộ Công an và Đồng Nai. Phía bên mình của chúng ta, tay vợt Phạm Văn Thịnh đến từ Bộ Công an đang dẫn trước tay vợt Hồ Nguyễn Vinh Quang đến từ Đồng Nai với điểm số 15-9. Góc rất hay, 16-9 cho tay vợt Bộ Công an.
Tay vợt đến từ Bộ Công an. Ok, trận đấu đồng đội nữ giữa Quảng Ninh và Bắc Giang thì trong trận đấu thứ hai, tay vợt đến từ Bắc Giang đang dẫn trước với điểm số rất cách biệt, đó là 8-0. Điểm số 17-9, Phạm Văn Thịnh của Bộ Công an phát cầu. Vâng, rõ ràng trong trận đấu này Hồ Nguyễn Vinh Quang được đánh giá rất cao, đánh giá cao hơn đối thủ của mình. Tuy nhiên không qua lưới. Tuy nhiên Phạm Văn Thịnh đang dẫn trước với điểm số rất cách biệt 18-9 rồi. Và Hùng cũng xin cho mọi người biết thông tin đó, tay vợt Phạm Văn Thịnh trận đối đầu gần nhất với Hồ Nguyễn Vinh Quang anh ta giành chiến thắng. Móc cầu rất hay. Vâng, 19-9. Gần như cơ hội không còn cho tay vợt Hồ Nguyễn Vinh Quang trong trận đấu thứ nhất này. Liệu rằng trận đấu thứ hai có chuyển biến gì hay không? Điểm số 10-19. Đúng rồi, Việt NT chính xác, anh Thịnh Điện Biên đánh rất hay. Đánh đơn như này thì Điện Biên làm gì có ai ăn được. Chém cầu rất nhanh và tốc độ, cầu rất siết. Tiếp tục là một điểm số cho tay vợt Hồ Nguyễn Vinh Quang. Điểm rút ngắn 11-19, nhưng thực sự rất khó cho tay vợt này trong set đầu thứ nhất này. Tiếp tục là một điểm số cho Hồ Nguyễn Vinh Quang, 12-19. Kề cầu quá lắc, 13-19 rồi. Ok, Quốc Học cứ từ từ anh em cứ theo dõi sẽ được xem Quốc Học đánh. Nhưng tại giải đấu này gần như là Quốc Học được đánh giá rất thấp, bởi vì đây lần đầu tiên Quốc Học được tham dự những giải đấu lớn như này với các vận động viên chuyên nghiệp. Hay thế nhỉ? Cảm giác tốt thật, thế mà hôm qua 11-1, sợ thật. Rồi, rất tốt. Một pha bắt lưới rất nhanh của tay vợt Phạm Văn Thịnh. Điểm số cuối cùng của set đấu thứ nhất 20-14. Phạm Văn Thịnh của Bộ Công an có 6 cơ hội kết thúc trận đấu này. Rồi, vẫn còn. Điểm 15-20. Tay vợt Hồ Nguyễn Vinh Quang, tay vợt áo đỏ vẫn đang rất bình tĩnh. Rồi, cầu không qua lưới, trận đấu thứ nhất kết thúc 21-15 cho Phạm Văn Thịnh của Bộ Công an. Rồi, trận đấu thứ hai giữa Hồ Nguyễn Vinh Quang và Phạm Văn Thịnh bắt đầu. Điểm số đầu tiên cho Hồ Nguyễn Vinh Quang vừa đến từ Đồng Nai. Trận đấu đầu tiên ở nội dung đồng đội, trận đơn 1. Kề cầu rất lắc nhưng Vũ Văn Thịnh còn tuyệt vời hơn. Điểm 1 đều. Cầu ngoài sân, điểm 2-1. Trên sân số 1, trận thi đấu đồng đội giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, trận đơn thứ 2. Ok, phía bên này có rất nhiều cổ động viên nhá. Điều hành trận đấu giữa tài chính Văn Thuyền, tài đồng cầu Thanh Tùng. Bấm cầu góc rất hay. Chém cầu, đó là sở trường của tay vợt Hùng Nguyễn Minh Quang, đó là một pha cầu ngoài. Ok, cảm ơn mọi người. Có những người nói là nét căng thì Hùng có thể yên tâm rồi. Hùng có thể yên tâm và tập trung vào bình luận rồi. Điểm 3-1 cho Phạm Văn Thịnh của Bộ Công an. Rất bình tĩnh. Cầu non. Một pha đập cầu không chính xác và cảm giác rất không tốt của tay vợt Hùng Nguyễn Minh Quang. Cầu ra ngoài sân khá nhiều. Điểm 4-1 cho Phạm Văn Thịnh. Có vẻ tay vợt Hồ Nguyễn Minh Quang đang thực sự chưa thi đấu vào tay cho lắm.
những đường cầu thực sự khá thiếu chính xác. Rồi, đập cầu tốt. Điểm rút ngắn 2-4 cho Hồ Nguyễn Vinh Quang. Phía gần màn hình là Hồ Nguyễn Vinh Quang nha anh ơi. Một tay vợt được đánh giá rất cao. Đập cầu sở trường nhưng pha cầu vặn sườn của tay vợt Hồ Nguyễn Vinh Quang rất tốt. Không nghĩ rằng anh Thịnh khéo đánh sang góc phải hay hơn. Kề lưới kìa, 4 đều rồi. Kề lưới rất tốt. Điểm số đang là 4 đều. Cầu ngoài sân điểm 5-4 cho Hồ Nguyễn Vinh Quang. Vâng, liên tục là 3 điểm số được ghi bởi tay vợt này. Ép ve rồi. Cầu trong sân điểm 6-4 cho Hồ Nguyễn Vinh Quang. Có vẻ anh đang thi đấu tập trung và có cảm giác tốt hơn. Về cầu rất tốt. Cơ hội tấn công vẫn thủ được. Hay lắm. Vâng, đó là một pha cầu lừa hai nhịp khiến Hồ Nguyễn Vinh Quang mất chân. Điểm rút ngắn 5-6. Hello anh Trung Trần. Trung Trần, anh Trung Trần ngày xưa học trên Thái Nguyên ạ. Ok, vậy là trận đấu ở nội dung đồng đội nữ, trận đấu đầu tiên đơn nữ giữa Bắc Giang và Quảng Ninh thì Bắc Giang đã dễ dàng chiến thắng trong vòng 2 set. Đập cầu rất căng. Điểm 8-5 cho Hồ Nguyễn Minh Quang. Ok, anh Đặng Tiến Thành. Thực ra thì cũng không đến nỗi đập mạnh hơn nhiều lắm đâu anh ơi. Đập cầu không qua lưới, đổi điểm 6-8 cho Phạm Văn Tịnh. Điểm 9-6. Hơi non rồi. Rất tốt, vẫn thủ được kìa. Hùng tưởng rằng đó là tình huống kê cầu nhưng anh ta hất sau. Rất tốc độ và chính xác. Đội điểm 7-9 cho tay vợt Phạm Văn Thịnh của Bộ Công an. Quảng Ninh đang đánh đồng đội nữ em ơi. Thua xét đầu rồi, thua trận đầu rồi. Trận đầu thua nhanh lắm. Rồi đó, pha cầu khá vội vàng cho đội Nguyễn Minh Quang. Điểm rút ngắn 8-9 cho Phạm Văn Thịnh. Đúng rồi anh Tú Nguyên, tí nữa Quốc Học đánh nhá. Tí nữa Quốc Học đánh đơn cho Bộ Công an. Đội áo xanh kia kìa. Cùng màu áo với tay vợt áo xanh kia. Rất hay. Kéo lưới kìa. Wow. Điểm san bằng 9 đều. Rất ngẫu hứng. Ok anh Trương Nguyên, cô học đánh cho Bộ Công an anh ơi. Đội áo xanh kia kìa, anh Thịnh của... Đấy. Ủa, di chuyển anh thích nhỉ? Ở bên đây. Đây, quay luôn bằng... Đây. Đây, đây là đội Bắc Ninh. Đây, anh Tuấn Anh. Có bằng chứng luôn. Ok, điểm đang là 10-11. Vâng, 11 đều cho Phạm Văn Thịnh, rất tuyệt vời. Hello Giang Nguyễn nha, hello Đinh Hoàng nha. Điểm 11 đều, Phạm Văn Thịnh phát cầu. Kê cầu rất lắc. Cầu ngoài sân, pha thủ cầu chéo sân không chính xác. Điểm 12-11, điểm số thứ 3 liên tiếp cho tay vợt Phạm Văn Thịnh. Thủ cầu chéo sân rất hay. Về cầu rất khỏe, khác gì Taufik đâu. Đập cầu rất căng, vâng.
13-11. Ok, Phạm Thế Vinh Quốc Học chưa đánh nha mọi người. Ok, anh Nam Vi Ngọc chắc là Lào Cai không tham gia đâu. Thực sự cầu lông Lào Cai thì Hùng cũng không biết là có mạnh hay không. Nhưng thường thì những giải đấu lớn thì không bao giờ tham gia cả. Rất tốt. Có vẻ anh Thịnh hơi đuối một chút rồi. Họ di chuyển rất nhẹ nhàng và thanh thoát. Ok, Quốc Học đánh sẽ xuất hiện trong cái live stream này nha mọi người. Ok, em vẫn chưa có lịch thi đấu anh ơi. Em cũng chả biết xem nó ở đâu nữa. Tí nữa phải tìm ra. Và cầu lôi. Điểm 14-13 Hùng Nguyễn Vinh Quang của Đồng Nai. Đẹp cầu rất hay, vâng, điểm 14 đều. Hùng quan sát thấy Phạm Cao Cường và Lê Đức Phai cũng ngồi ngay gần đây. 14 đều. Rồi trận đấu này sẽ kéo dài đến set đấu thứ 3 hay Phạm Văn Thịnh có thể thể hiện bản lĩnh trong set đấu này và giành chiến thắng trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Rất tiếc cho pha về cầu vừa rồi. 15-14 cho Hùng Nguyễn Vinh Quang. Quốc Học chưa đánh nha mọi người. Ok, đây là trận đấu đồng đội, trận đơn đầu tiên giữa Hồ Nguyễn Vinh Quang của Đồng Nai tay vợt áo đỏ và tay vợt Phạm Văn Thịnh của Bộ Công an, tay vợt đến từ Điện Biên. Người truyền cảm hứng Quốc Học. Cầu không qua lưới, điểm 16-15 cho Phạm Văn Thịnh. Chưa biết thế nào đâu. Biết đâu anh Thịnh sẽ chiến thắng trong vòng 2 set thì sao. Đập cầu dọc biên rất tốt. Nói về di chuyển thì tay vợt Hồ Nguyễn Minh Quang di chuyển vẫn bon hơn. Nhưng về sự hiệu quả thì anh Thịnh cũng rất hiệu quả. Thực ra nếu mà bảo lịch thi đấu thì nó cũng không chính xác đâu mọi người ơi. Lịch thi đấu thì là tương đối thôi. Còn nếu mà mọi người muốn biết khi nào live stream tốt nhất là nói thực sự là mọi người hãy theo dõi Facebook của Hùng ở chế độ xem đầu tiên để nhận được thông báo mỗi khi Hùng ly. Bởi vì không phải trận nào Hùng cũng ly mà trận nào hay thì Hùng mới ly, hoặc là một số trận đấu nào Hùng quen hoặc người quen Hùng thì Hùng mới ly. Bởi vì dung lượng của máy điện thoại nó cũng không cho phép chúng ta ly được tất cả các trận. Cầu rất tốt và uy lực từ tay vợt Hùng Nguyễn Minh Quang. Điểm 17 đều. Đúng rồi anh Hoàng Kỳ Anh, đây là giải ở nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên nha. Đúng rồi anh Nam Vi Ngọc. Quốc Học thực ra là vận động viên phong trào thôi và bây giờ đang xin vào Bộ Công an. Và phải đánh xong giải này đã thì mới biết được. Đây là toàn những các vận động viên chuyên nghiệp thôi mọi người ạ. Và là các vận động viên chuyên nghiệp thôi nên là Quốc Học được đánh giá thấp hơn là đúng rồi. Quốc Học nó chỉ là phong trào thôi mà. Đang là học sinh của trường Từ Sơn Bắc Ninh. Mình này là đánh sáng về tối này. Buổi chiều không đánh này. Đây buổi chiều được nghỉ đúng không? Đây là bạn Hưng đúng không? Đúng rồi, mình vừa ly chim với trận với bạn này đấy mà. Ai nghe thấy giọng Hùng 3D Bắc Ninh thấy comment vào đây. MC Phan Anh ngày xưa thì đúng không? Đúng không? Còn gì nữa, em nhớ mà. Ôi, điểm 20-18 đang nghiêng về tay vợt Vũ Thịnh. Vâng, hai cơ hội kết thúc trận đấu này cho tay vợt Phạm Văn Thịnh. Kết thúc rất xuất sắc. Vâng, lại tiếp tục một lần nữa tay vợt Phạm Văn Thịnh đánh bại Hồ Nguyễn Minh Quang. Đây là lần thứ hai liên tiếp rồi.
trong vòng 2 set luôn nhưng không phải 3 set, quá xuất sắc.